Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lại thêm trường hợp hạt giống đỏ thăng quan thần tốc. Cô Trần Huyền Trang, 31 tuổi, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh này. Nếu như đây là kết quả của một cuộc thi công chức với việc một người trẻ tuổi có năng lực được bổ nhiệm thì không có gì phải bàn. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm là vì cô là con gái của đương kim Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Đây là hình ảnh bà Trần Huyền Trang bên phải vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Trần Huyền Trang sinh năm 1990, chỉ trong khoảng 7 tháng đã được thăng chức 2 lần. Vào tháng 7 năm 2020, cô được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, một đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, và mới đây được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Sở này. Anh Quang là một người dân ở miền Trung khi trả lời đài phát thanh tiếng nói EFA tại Mỹ vào hôm 2 tháng 3 cho biết đây không phải là người đầu tiên ở lứa tuổi này và là con của lãnh đạo cao nhất tỉnh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc hay Phó Giám đốc Sở. Anh nói, trước đây không lâu đã có Lê Phước Hoài Bảo, 32 tuổi, con trai của ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thành được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra còn trường hợp con trai ông Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang là Huỳnh Thanh Phong được bổ nhiệm thần tốc làm Giám đốc Sở Công Thương vào năm 35 tuổi. Cả hai trường hợp này vừa nói đều 9F, có nghĩa là chưa đủ năng lực, trình độ vẫn được bổ nhiệm vào giữ chức vụ tại Giám đốc Sở, mà ở Việt Nam với vị trí này thì được cơ cấu vào Tỉnh ủy, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Sau đó, do nhiều ý kiến trong nội bộ cũng như công luận mà hai trường hợp này đều bị thay đổi bằng các quyết định miễn nhiệm. Trở lại trường hợp của con gái Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, một sở nắm về kinh tế và có khả năng dễ thăng tiến cao hơn sau này. Anh Quang nói tiếp, tôi cũng nghĩ tương tự như 9F như hai trường hợp ở Quảng Nam và Hậu Giang mà thôi. Với lứa tuổi này, ở các nước dân chủ có tuyển dụng kỹ càng và nếu được trúng tuyển thì cũng xứng đáng. Nhưng ở Việt Nam thì trong các trường hợp nói trên, đâu có thi tuyển công khai với sự tham gia của nhiều ứng viên, nên khi được bổ nhiệm vào vị trí đó là bất thường. Đây là hình ảnh Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan là mẹ của cô Trần Huyền Trang, tân Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này. Nếu là người bình thường, không phải là con của bí thư hay chủ tịch tỉnh thì cùng lắm cũng chỉ là một chuyên viên hay là một chức vụ nhỏ dưới cấp sở mà thôi. Nói cách khác, chức vụ giám đốc hoặc phó giám đốc sở dành cho những người tuổi còn khá trẻ nói trên là nhờ vào cha mẹ của họ. Với cương vị hiện có là bí thư, chủ tịch tỉnh đã trao cho chứ chẳng phải nhờ tài năng nổi trội gì so với nhiều người khác cùng lứa tuổi. Nếu cô Trần Huyền Trang có thực tài thì không có gì phải bàn. Tuy nhiên, thực tế chứng minh có những hạt giống đỏ vừa kém tài vừa kém đức ngay trong chính phủ hiện nay, như trường hợp của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, con trai của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một ví dụ điển hình. Bê bối gây ồn ào, ông Trần Tuấn Anh mới đây vẫn được chỉ định làm trưởng ban kinh tế của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi ông từng có những hành động gây bức xúc dư luận khi vào ngày 4 tháng 1 năm 2019, ông đã lệnh cho thuộc cấp của mình ban hành văn bản điều xe công ra tận cửa phi cơ của phi trường Nội Bài, Hà Nội, đón vợ của mình theo cách thức đón lãnh đạo cấp cao. Không những thế, ông Trần Tuấn Anh còn được truyền thông tuyên giáo Đảng tung hô cải cách hành chính, nhưng cả rừng giấy phép con của ngành công thương vẫn còn tồn tại ra đó. Chưa kể những dự án sai phạm tại Thép Hoa Sen, Cả Ná, EVN và Petrolimex có phần trách nhiệm của ông vẫn không được nói đến. Trước đó là vào tháng 7 năm 2020, ông Nguyễn Nhân Trinh điều động làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Việc này cũng bị dư luận xã hội đem ra châm chọc mỉa mai trên mạng xã hội vì ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua nhưng là con trai ruột của ông Nguyễn Nhân Chiến, đương kim Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nên được cất nhắc đến như vậy. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó chủ nhiệm đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, khi trả lời đài FA vào hôm 2 tháng 3 có nói như sau.
Theo tôi, các trường hợp con cháu của những nhà lãnh đạo cấp cao mà chưa có những sản phẩm hay kết quả trong quá trình hoạt động mà chỉ là bằng cấp, chỉ là chức vụ bổ nhiệm thần tốc và trong thời gian ngắn lại tiếp tục luân chuyển lên cấp độ cao hơn, thì dù về mặt quy trình đúng quy định của nhà nước nhưng về chất lượng chưa đạt yêu cầu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Nhân Trinh bên phải là con ông Bí thư Nguyễn Nhân Chiến ở bên trái. Vấn đề này cần được xem xét để đánh giá khách quan hơn. Còn các trường hợp có thi tuyển cạnh tranh dù đang còn trẻ nhưng đạt yêu cầu thì dư luận sẽ chấp nhận. Nhưng nếu như không có thi tuyển mà lại là con ông cháu cha đang còn trẻ, chưa có kinh nghiệm mà được bổ nhiệm nhanh lên những chức vụ quan trọng thì rõ ràng là chưa được dư luận đồng tình. Theo tôi, cần được xem xét và điều chỉnh cho phù hợp. Những trường hợp hạt giống đỏ khác cũng còn rất trẻ nhưng vẫn được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng, có thể kể đến là ông Nguyễn Xuân Anh, là con ông Nguyễn Văn Chi, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được thăng chức Bí thư Tỉnh ủy thành phố Đà Nẵng khi chưa đầy 40 tuổi. Hay như con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị cũng tương tự khi được giữ chức Phó Chủ tịch Kiên Giang dù mới 38 tuổi và làm Bí thư tỉnh khi mới 39 tuổi. Đài tiếng nói EFA từ Mỹ vào hôm 2 tháng 3 cũng trao đổi với ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương về vấn đề vừa nêu và được nhận định như sau. Về vấn đề này, tôi nghĩ cần phải suy nghĩ hai điều. Một là chuyện tuổi tác, 31 tuổi không phải là quá trẻ. Tổ tiên ta từng có những nhân vật kiệt xuất, 13 tuổi Đỗ Trạng Nguyên, 23 tuổi làm chức to trong triều đình, và nhiều nhân vật trẻ tuổi chúng ta rất anh hùng, rất yêu nước. Cho nên, nói về tuổi tác phải có cái nhìn cho đúng, không nên nói 31 tuổi mà làm phó giám đốc, 31 tuổi mà có tài cũng có thể làm tổng bí thư, thủ tướng, vân vân. Nhưng vấn đề thứ hai, theo ông Nguyễn Khắc Mai là có tài hay không, ông nói. Cha ông ta khi bàn về vấn đề những người lãnh đạo của đất nước từng có một minh triết như sau: chọn tướng cốt cho người thao lược, chớ kể con ông cháu cha. Đó là nguyên văn một câu của bà Hoàng Phi, thời vua Trần Duệ Tông, viết đời Trần do bà Đoàn Thị Điểm sưu tầm và công bố lại. Cho thấy cha ông ta đã biết rất rõ ràng, phải sử dụng người thao lược để chỉ huy, đây là một vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam không giải quyết nổi bởi vì họ chọn người không có tài năng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, là con trai của ông Nguyễn Văn Chi, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ cấp cao nhất là Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư các tỉnh đều là những người cấp cấp, không có những người thật xuất sắc, còn người tài thì tìm mọi cách gạt ra ngoài. Thế thì cô bé này học ở Trung Quốc 1-2 năm gì đấy, có thật sự có tài làm kế hoạch đầu tư hay không? Đó là một vấn đề. Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng việc cô Trần Huyền Trang từng làm ủy viên đoàn, tỉnh đoàn, phó bí thư tỉnh đoàn, rồi bây giờ là phó giám đốc sở thì đấy là con đường hành chính chứ không phải là con đường tài năng. Theo ông, lý lịch con ông cháu cha thì phải xem xét cẩn thận, nếu tài thì chọn. Còn nếu chỉ vì lý lịch gia đình mà đưa vào thì hết sức đổi bại, phản lại những tư tưởng cổ truyền, minh triết của tiền nhân, của cha ông mình để lại. Theo ông, đây là vấn đề đau xót của dân tộc khi các quan chức đua nhau đưa con cái vào các vị trí công việc. Đó là sự lựa chọn của Đảng, và đây là hòn đá tảng mà Đảng Cộng sản Việt Nam không vác nổi. Một điều nhận thấy là lâu nay, việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo của đất nước đều tập trung vào những người bên trong bộ máy, gồm bộ máy của Đảng và bộ máy của nhà nước. Rất ít người ngoài xã hội được tham gia vào bộ máy lãnh đạo quốc gia. Nhiều người đã trải qua cương vị từ cấp dưới rồi được bầu chọn lên cấp cao hơn. Cách đó chỉ giúp tìm ra được người có năng lực quản lý, chứ không tìm ra được người có năng lực lãnh đạo. Đây là hình ảnh ông Lê Trương Hải Hiếu, đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12, là con trai của cựu Bí thư Thành ủy Lê Thành Hải. Bởi vì những kỹ năng đã giúp một người đảm đương công việc ở cấp thấp có thể sẽ giúp người đó xử lý công việc ở cấp cao, nhưng tầm nhìn hạn hẹp đã ăn sâu, ăn bén rễ và người ở cấp thấp sẽ trở thành rào cản khi ở vị trí lãnh đạo cấp quốc gia. Hệ quả của lối tuyển dụng nhân sự như vậy dẫn đến năng lực bộ máy Đảng và nhà nước lâu nay chỉ nặng về quản lý. Phần công việc lãnh đạo là vạch đường lối, chỉ thực chất được để cho việc thuộc về tập thể bằng nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Với đường lối cứng đã được ấn định là xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội,
đã khiến cho trong suốt nhiều năm nay đây là công việc không có nhiều việc để làm. Kết quả là công việc lãnh đạo chỉ là một số văn bản nghị quyết được đưa ra phương hướng phát triển đất nước, mà trong đó nhiều ý chính đã được sử dụng lặp lại xuyên suốt mấy chục năm qua. Công việc lãnh đạo đã trở thành công việc của một số ít chuyên gia, tiến sĩ và nhà nghiên cứu hàn lâm mà không phải là nhà chính trị. Thực tế như thế cho thấy bộ máy mặc dù nhân sự đã bàn bệ đầy đủ, nhưng phạm chủ lãnh đạo lại bị bỏ nhiều khoảng trống, không được lấp đầy. Trong khi đất nước hiện nay đang bước vào giai đoạn biến động rất cần năng lực lãnh đạo. Đứng trước biến động có ảnh hưởng lớn nhưng công chúng không thấy được các chính sách phát triển mạch lạc và rõ ràng giúp có thể yên tâm. Người dân mong muốn được cảm thụ sự lãnh đạo mà không thấy. Trong khi ở nước ngoài, công việc lãnh đạo quốc gia luôn được khỏa lấp, chiếm lĩnh thực hiện đầy đủ. Nhiều nước có nền chính trị tiến bộ, họ lựa chọn nhân sự lãnh đạo là người đề xuất đường lối phát triển quốc gia. Người lãnh đạo được bầu chọn cũng chính là chuyên gia của các vấn đề về lĩnh vực đang chi phối phần lớn tâm trí xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 8 tháng 3 năm 2021 với bản tin lại thêm trường hợp hạt giống đỏ thăng quan tiến chức thần tốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.